Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay, do quá trình lấn vào của áp cao cận nhiệt đới gây ra quá trình hội tụ gió lên đến độ cao 5.000m đã mang tới cho Bắc Bộ những cơn mưa rào và dông. Chạy dọc theo trục của dạnh áp thấp vắt qua khu vực Bắc Bộ, trong đó khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang là những vùng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Sang tới trưa chiều nay, miền Bắc mưa giảm, tuy nhiên khu vực Trung Du và vùng núi thì vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống còn từ 31-33 độ, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn. Với các tỉnh vùng đồng bằng trời vẫn có nắng nhưng cường độ cũng yếu đi, nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 34-35 độ. Đến chiều tối và đêm, những cơn mưa dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện trở lại trên khu vực. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 7. Với các tỉnh Trung Bộ, gió đông ẩm từ biển di chuyển vào cũng gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác cho khu vực vào thời điểm sáng sớm, chiều tối và đêm. Riêng tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm và có nơi trên 60mm. Do có mưa nên trong ngày các tỉnh miền Trung trời chuyển nhiều mây, vì thế mà vùng nóng sẽ thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn xảy ra tại các tỉnh thành phố từ Nam Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Với ngưỡng nhiệt không còn quá cao, dao động trong khoảng từ 35-36 độ. Các tỉnh có mưa nhiều như tại Thanh Hóa, Nghệ An hay là khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-35 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay do ảnh hưởng của gió Tây Nam tầng thấp kết hợp với gió đông trên cao, cục bộ sẽ có những nơi có mưa vừa mưa to và dông. Lượng phổ biến ước tính đạt từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Tập trung tại khu vực các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và cả Kiên Giang, Bạc Liêu. Còn trong ngày thì trời vẫn có nắng gián đoạn. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 28-31 độ tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và 31-33 độ tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Trên biển, theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực vùng biển Đông Bắc của Philippines sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng ngày 31 tháng 7, áp thấp nhiệt đới này có thể sẽ mạnh lên thành một cơn bão mạnh với tên quốc tế là Sông Đà, tên do Việt Nam đề xuất. Dự báo những ngày tiếp theo, bão có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến gần khu vực Bắc Biển Đông và không loại trừ khả năng có thể đổi hướng di chuyển vào Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến về vùng xoáy thấp này và cập nhật những thông tin về bão trong những bản tin tiếp theo của kênh. Mời quý vị chú ý đón xem.